lần đầu đưa con dâu đi đẻ, cả nhà quên luôn thứ quan trọng nhất mà mình cần mang về. Hôm nay cô gái này được bác sĩ cho về nhà sau khi sinh. Cả gia đình kiểm tra đồ đạc kỹ càng rồi di chuyển ra lấy xe. Tuy nhiên khi tất cả đã đi mất thì các cô y tá mới phát hiện ra gia đình này đã để quên một điều thật đặc biệt. U là trời, thì ra cái cả nhà để quên không phải là đồ đạc mà chính là một thiên thần cô vợ đã mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Chắc có lẽ vì mới sinh xong nên người mẹ lúc nhớ lúc quên. Tuy nhiên không chỉ riêng người mẹ trẻ mà tất cả những thành viên còn lại của gia đình cũng quên mất luôn sự có mặt của thành viên mới. Đứa bé biết được chắc cũng giỏi lắm đây, vì mình là nhân vật chính mà nỡ lòng nào cả nhà lại quên mất. Bé con kiểu: "Ủa alo, vậy tính ra là mình được sinh ra chưa ta?" How? Lạ nhỉ? Sau khi xem xong video, cộng đồng mạng đã được một pha cười xỉu úp xỉu đau với câu chuyện đi sinh con của cô gái này và để lại bình luận như sau: "Nhiều khi cứ tưởng người này bế, người kia bế nên quên ẻm luôn chứ sao? Tôi thấy được tương lai của đứa nhỏ." Hay: "Hồi mẹ tôi đẻ hai đứa sinh đôi. Bữa xuất viện ông nội ở nhà gọi nhắc liên tục vì sợ quên một đứa." Bạn có từng bao giờ gặp gia đình nào quên con bá đạo như clip này hay chưa? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết với nhé.